Sốt là hiện tượng thân nhiệt tăng lên cao hơn mức thân nhiệt bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, trong một số trường hợp trẻ không chỉ dừng lại ở sốt nóng mà có hiện tượng trẻ bị sốt lúc nóng lúc lạnh. Vậy trẻ bị sốt lúc nóng lúc lạnh thì mẹ cần phải làm sao? Hãy cùng theo dõi video này để biết được cách xử lý cho trẻ trong trường hợp trên. Sốt được coi là hiện tượng khi mà thân nhiệt của trẻ cao hơn mức thân nhiệt bình thường của cơ thể. Sốt cũng có rất nhiều loại khác nhau do các nguyên nhân khác nhau trong đó có thể gặp tình trạng trẻ bị sốt lúc nóng lúc lạnh triệu chứng của trẻ bị sốt lúc nóng lúc lạnh khá đặc biệt lúc đầu trẻ có cảm giác lạnh chứ chưa hề có cảm giác thân nhiệt tăng lên do sốt dần dần bệnh nhân mới có biểu hiện thân nhiệt trở lại bình thường rồi lại tăng lên thêm vào đó trẻ bị sốt lúc nóng lúc lạnh kèm cảm giác mệt mỏi ăn uống khó khăn hay đầy bụng nguyên nhân của trẻ bị sốt lúc nóng lúc lạnh cũng rất đa dạng có thể là do yếu tố môi trường như việc thay đổi thời tiết đột ngột hoặc những cơn gió độc hay ô nhiễm môi trường. Yếu tố bệnh lý, đây có thể là do biến chứng của một số bệnh mà trẻ đang mắc phải. Yếu tố hệ miễn dịch, không phải lúc nào trẻ sốt cũng là xấu. Đó có thể là hệ miễn dịch của trẻ đang được hoạt động tích cực và sốt là hoạt động của hệ miễn dịch đó. Trẻ bị sốt lúc nóng lúc lạnh có thể được chia làm 3 giai đoạn như sau. Đầu tiên, trẻ sốt lạnh run người. Xuất hiện ở trẻ các cơn sốt lạnh kéo dài tầm 15 phút đến 1 giờ. Điều này khiến trẻ mệt mỏi, chóng mặt và cảm thấy buồn nôn. Sau đó, trẻ bị sốt lúc nóng lúc lạnh. Thân nhiệt cơ thể của trẻ bắt đầu tăng dần lên có thể lên đến 40 độ. Lúc này trẻ đang ở trạng thái nguy hiểm. Mẹ thấy bé có lúc sốt nóng lúc lại lạnh run cầm cập. Lúc này trẻ cần được hạ sốt ngay lập tức trước khi xảy ra những hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng của trẻ. Tình trạng này có thể kéo dài đến 6 tiếng đồng hồ. Cuối cùng là giai đoạn trẻ bị vã nhiều mồ hôi lúc này thân nhiệt của trẻ có thể hạ bớt đi và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, người trẻ vẫn có hiện tượng bị vã nhiều mồ hôi. Và tình trạng này thường kéo dài đến một tiếng. Vậy, nguyên nhân khiến trẻ bị sốt lúc nóng lúc lạnh là gì? Thông thường trẻ bị sốt lúc nóng lúc lạnh có thể do các virus hay vi khuẩn gây ra bởi thay đổi thời tiết. Tuy nhiên nó cũng có thể là biểu hiện các bệnh nguy hiểm khác như lao phổi, sốt phát ban, thương hàn, hay thậm chí là ung thư gan bình thường sốt có thể được coi là phản ứng có lợi cho cơ thể do nó biểu hiện hệ miễn dịch của trẻ đang tích cực hoạt động để đẩy lùi bệnh tật. Tuy nhiên, nếu sốt kéo dài vài ngày thì nó có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng khác đến chất lượng cuộc sống của trẻ và của gia đình. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần chú ý một số sai lầm khi chăm sóc trẻ bị sốt lúc nóng lúc lạnh. Khi thấy trẻ bị lạnh nhiều mẹ có suy nghĩ ủ ấm cơ thể cho bé bằng việc đắp thêm chăn ấm, thêm áo bớt lạnh. Cách làm này có thể khiến trẻ bị sốt cao hơn và còn có thể xảy ra hiện tượng co giật ở trẻ. Trong lúc này mẹ chỉ nên đắp cho trẻ một chiếc chăn mỏng và mặc ít quần áo để đảm bảo việc thân nhiệt không bị gia tăng. Nhiều khi sự không chú ý đến nhiệt độ của cơ thể khiến khi phát hiện ra thì nhiệt độ cơ thể trẻ đã tăng quá cao. Đến mức không kiểm soát được có thể xảy ra co giật làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh của trẻ. Một số sai lầm của mẹ như không lau mồ hôi cho trẻ khi uống thuốc hạ nhiệt. Nếu cho trẻ uống thuốc hạ nhiệt thì cơ thể sẽ đổ ra nhiều mồ hôi và nhiệt độ sẽ hạ dần. Tuy nhiên trẻ không được mẹ lau mồ hôi cho, dẫn đến để mồ hôi lại ngấm ngược vào cơ thể gây bệnh nặng hơn. Lạm dụng việc sử dụng miếng dán hạ sốt. Khi trẻ sốt cao và đặc biệt là vào đêm thì mẹ chưa kịp đưa trẻ đến bác sĩ để thăm khám, mẹ có thể sử dụng miếng dán hạ sốt để giảm sốt cho bé. Tuy nhiên không được lạm dụng việc sử dụng miếng dán hạ sốt cho bé. Tại vì miếng dán hạ sốt chỉ có tác dụng hạ sốt giảm nhiệt ở vùng chán. Nếu mẹ cho bé dùng quá lâu thì miếng dán hạ sốt có thể gây kích ứng ở vùng da dán. Điều trị trẻ bị sốt lúc nóng lúc lạnh cho trẻ tại nhà được không? Trẻ bị sốt lúc nóng lúc lạnh hay bất kỳ là một dạng sốt nào chúng ta cũng đều có các phương pháp điều trị tại nhà hiệu quả. Việc quan trọng của việc điều trị sốt ở nhà cho trẻ là phải biết cách làm sao để giúp trẻ hạ sốt được một số cách hạ sốt trong dân gian mẹ có thể áp dụng và ít nhiều đã nghe qua như sông hơi bằng nước của các loại lá chữa bệnh như chanh bưởi ngải cứu hay việc nấu cháo tía tô cháo hành để hạ sốt nấu các loại thức ăn loãng cho trẻ như canh cháo súp để cho trẻ dễ ăn hoặc cho trẻ uống các loại nước ép trái cây như cam để bù lại nước cho cơ thể bị mất đi do sốt cho trẻ ở phòng thoáng mát không bị bí bách tránh việc đưa nhiều người đến thăm non làm cho không khí ngột ngạt Hạn chế việc dùng miếng dán hạ nhiệt để hạ sốt cho trẻ. Cho trẻ uống thuốc hạ sốt theo đúng liều lượng được bác sĩ hướng dẫn. Cho trẻ kiêng ăn các thực phẩm không tốt theo hướng dẫn của bác sĩ. Đặc biệt cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ trong giai đoạn này để trẻ nhanh chóng hồi phục. Có nên đưa trẻ đến viện không? Đa số các trường hợp trẻ bị sốt có thể điều trị được tại nhà và nhận sự tư vấn từ bác sĩ để điều trị. Trẻ vẫn có thể sinh hoạt bình thường mà không nhất thiết phải đi viện. Trong nhiều trường hợp trẻ bị sốt kéo dài trong nhiều ngày hoặc có những biểu hiện khác kèm theo như sốt cao tăng đột ngột, thì lúc này mẹ nên đưa trẻ đến viện sớm nhất có thể để được chăm sóc và điều trị kịp thời. Bổ sung thực phẩm tăng cường sức đề kháng và dinh dưỡng cho trẻ bị ốm. Amano Enzyme Gold là một sản phẩm đến từ Nhật Bản có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho trẻ và bổ sung dinh dưỡng cho trẻ nhanh chóng hồi phục và khỏi bệnh. Tóm lại, trẻ sốt lúc nóng lúc lạnh không phải là trường hợp hiếm gặp chú ý kiểm soát thân nhiệt của trẻ là điều mẹ nên làm. Ngoài ra, mẹ nên bổ sung lợi khuẩn từ Amano Enzyme Gold cho bé hạn chế ốm vặt. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.